Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trung Bim Moto. Hôm nay tôi sẽ trả lời một số thắc mắc của anh em là cái cách đặt tên của BMW Motorrad là như thế nào. Bởi vì thực ra là khi mà mình chưa biết, chưa nghiên cứu, chưa hiểu về nó thì mình cũng hơi khó đọc tên, bởi vì nó rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều động cơ, rất là nhiều cái hay để mà nó đặt tên cho một chiếc xe. Thì sau đây tôi sẽ lấy ví dụ như là con R1200GS thì cách đặt tên sẽ như thế nào. Đầu tiên là R là nói đến cái động cơ R, động cơ boxer. Tiếp theo là 1200cc là cái cách nói 1200cc. Còn tiếp theo nữa là GS thì là gì? GS thì ở trong tiếng Đức thì nó là đọc là Glande. Chữ G đọc là Glande Sport. Thì cái chữ Glande thì nó mang tính dịch ra là nghĩa là địa hình. Còn chữ S là Sport thì chữ GS là Glande Sport. Glande. Còn chữ A ở trong cái chữ R1200GSA thì nó là mã một cái sản phẩm là GS. A là Adventure, viết tắt của từ Adventure, là một phiên bản khác của dòng xe GS. Nói đến cái GS này thì lại phải có một cái chú ý rất là hay, bởi vì là khá là nhiều người nhầm lẫn là GS nó đang bị lẫn sang một cái dòng xe khác gọi là dòng xe G-SC. G-SC là sao? Tức là mình ví dụ như là con Anachi thì đây là cái hay này. G thì vẫn là địa hình, còn chữ S ở đằng sau ấy thì nó lại là mang tính chất là street, phố phường. Thì cái từ street trong tiếng Anh là phố phường, thì ở tiếng Đức nó gọi là chặt chẽ. Mình đã học chị Google mãi nhưng mà mình vẫn không đọc được cái chữ chặt chẽ. Thế đây là cái cách mà đọc model mã một cái xe là như thế nào. R1200GS là động cơ boxer, dung tích xi lanh là 1200cc, GS là Grande Sport, hay là gọi là thu ngắn cái từ GS đấy thì gọi là Enduro, các bạn hiểu thế thôi nhé. Còn những cái mã sau thì rất là dài, rất là nhiều mã mình muốn chia sẻ cho các bạn, thì clip này chỉ nói đến cách để đọc thôi nhé. Xin cảm ơn các bạn, bye bye.